Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Thì anh chị mà có nhu cầu mua bán trao đổi gì thì liên hệ đến cửa hàng theo cái đầu số là 0983533445 giúp em nhé. Còn anh chị em nào mà đến được cửa hàng coi được xe thì đến theo cái địa chỉ là 9/6A khu phố 1 phường Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai nha. Trong video báo giá ngày hôm nay thì em giới thiệu với tất cả quý anh chị em và các bạn một con SH đời 2008 ha. Con này là SH ý nha anh em. Nói chung là xe rin thì anh chị em nào mà mấy con xe dạng như vậy thì anh chị em nào mà đến được cửa hàng trải nghiệm thì đến giúp em nhé. Coi xe đời 2008 xe rin ha. Thì có gì em sẽ chi tiết sau đó báo giá cho mọi người tham khảo ha. Sang tiền rút gốc được hết cho mọi người. Cái thách ý ha. Anh em nhé. Xe thì đời 2008, nói chung là xe rin ha. Đấy, nói chung là có sơ lược, có dọn nhẹ lại. Đó, xe thì 2008, máy móc thì zin anh em ha. Xe thì có sơn lại, dọn nhẹ lại ha. Thì đầu tiên là cái dàn áo này, đó, dàn áo sơn lại hết nè. Hai là đèn ha, đèn thì đi đèn xenon nha. Đó, đèn bi đi xenon nha. Nói chung là xe sang tên được nha anh em, xe sang tên rút gốc hồ sơ được đầy đủ hết nha. Đấy. Mâm đồ ha. 2008 anh em nhé. Nói chung là xe thì cái xe mấy chiếc này thì em cũng cũng gọi là sơ lược quay cho anh em tham khảo thôi. Đấy, con này mấy anh em nào mà muốn coi xe thì cũng phải đến đây đến cửa hàng coi ha. Nó chỉ đến cửa hàng coi ha. Đấy, coi phần máy móc ở trong, còn bên em thì cam kết cho anh em là xe máy móc nguyên zin. Máy zin nhá, còn dàn ngoài đồ là có dọn lại nha. Đó, như sơn sửa này, sơn lại, mấy mâm đồ là có sơn lại này, dọn lại hết anh em ha. Hai lẻ tám nha mọi người, xe 2008 sang tên rút gốc được hết nha anh em, 150. Đấy, cũng quay ngoại hình sơ sơ thôi anh em, mấy con này thì em cũng không quay được kỹ gì hết. Đó, cũng quay sơ sơ thôi, chủ yếu anh em nào đến được xe cửa hàng coi trải nghiệm xe ha. Đấy, 2008 zin, máy zin, dàn chân này thì sơn lại hết anh em này, mâm đồ sơn lại ha, dàn áo đồ thì sơn lại. Con này thì giá 65.500 anh em nha. Biển số 60C1 61010 này. Đấy, 60C1 ha. 2008 nha. 65 triệu. Mà con này là con ý nha anh em. Đấy, hàng đẹp keng à. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ anh em ha. Phát sinh đồ đầy đủ hết ha. $65.500 anh em nhé. Đấy, anh em nào kết thì alo 0983533445 gặp trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng làm việc nha. Nói chung là xe sang tên rút gốc được bên cửa hàng xe máy Hoàng Sáng thì có trả góp và có ship xe luôn. Anh em nào ở xa thì bên cửa hàng vẫn ship được nha. Và trả góp thì trả góp không cần trả trước anh em ha, trả góp các tỉnh luôn. Anh em chỉ cần không nợ xấu thôi, anh em không có nợ xấu thì anh em trả góp được hết nha. Trả góp mà không cần trả trước thì anh em vẫn lấy được cả việc gốc và giấy tờ mang về nha. Đấy, đồ thì em cũng xin kết thúc video nha, tại vì con này thực sự nó cũng sơ lược thôi chứ không chi tiết nhiều được anh em ạ. Đấy, chủ yếu là anh em đến đến cửa hàng trải nghiệm xe. Đấy, anh em nào mà thiện chí thì Galo 0983533445 gặp trực tiếp làm việc với cửa hàng. À, 65.500 ha, sang tên rút gốc được hết nha mọi người.
xe sang tên rút gốc được hết. Sang tên được hết nha mọi người, 208. Rồi vậy nha anh em, máy móc cũng êm ái nhẹ nhàng ha.